Xin chào các mẹ, vậy là mùa đông đang tới rồi. Mùa đông là nỗi ám ảnh của rất nhiều ông bố bà mẹ và nhiều bậc phụ huynh giam lỏng con của mình ở trong nhà suốt cả mùa đông vì sợ con bị ốm. Tuy nhiên điều đó liệu có tốt hay không? Với kinh nghiệm nuôi dạy con của nhiều bố mẹ ở châu Âu và Nhật Bản thì không có thời tiết không phù hợp, chỉ có trang phục không phù hợp. Với bé Hi Hi nhà mình thì rất thích vận động ở ngoài trời, rất thích các trò chơi gắn liền với thiên nhiên. Bởi vì thế, chọn những trang phục, những phụ kiện để giữ ấm cho con vào mùa đông là điều quan trọng nhất đối với mình mỗi khi thời tiết giao mùa. Vậy chọn trang phục cũng như cho con vui chơi vào mùa đông như thế nào để giữ gìn được sức khỏe cho con? Ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ để cho các mẹ cùng tham khảo nhé. Vào mùa đông, kinh nghiệm đầu tiên mà mình rất là quan trọng đó chính là việc giữ ấm 5 điểm trên cơ thể của con. Thứ nhất đó là về thóp đầu, thứ hai là vùng cổ, thứ ba là đôi bàn tay, thứ bốn vùng bụng và thứ năm là đôi bàn chân. Những nơi này thì mình làm sao để khi con đi ra ngoài tránh được gió lạnh lùa vào và giữ được ấm một cách tốt nhất thì bé sẽ không bị ốm. Và để giữ ấm cho con thì ngoài việc lựa chọn những cái trang phục phù hợp có chất cotton tông dễ thấm mồ hôi, vì những trang phục này đều rất là bó sát vào cơ thể, mình còn sử dụng dầu giữ ấm cho bé trước khi bé đi ra bên ngoài. Một trong những thương hiệu mình sử dụng trong cái thời gian mùa đông đó chính là Baby Balsam, thì là một trong những cái thương hiệu về giữ ấm cho mùa đông mà bé rất là ưa và không bị dị ứng. Thứ hai là mình sẽ bôi kem nẻ cho bé trước khi đi ra ngoài, và sau đó thì là mới mặc trang phục. Về mặt trang phục thì mình sẽ mặc cho bé rất là nhiều lớp áo mỏng khác nhau, như là mặc một cái áo mỏng ở bên trong, một chiếc áo di lê ở bên ngoài và một chiếc áo khoác ở ngoài cùng để tránh gió. Khi mà bé vận động ngoài trời thì sẽ ra rất là nhiều mồ hôi, và khi bé đang nóng dần lên thì mình sẽ cởi dần áo ra, từ áo khoác, áo di lê và chỉ lại còn lại một chiếc áo mỏng thôi. Nhưng mà bé vẫn giữ lại có thể là găng tay, găng chân và đặc biệt là khăn cổ thì mình sẽ vẫn giữ ở trên cổ cho bé. Mũ thì khi nào nóng quá mình có thể cởi ra để cho bé bớt nóng. Đó là về về mặt trang phục vào mùa đông mà mình sẽ chọn cho bé. Thứ hai là về thời điểm để đi chơi. Vào mùa đông thì trời thường hay ẩm thấp và có những ngày có mưa. Mình sẽ chỉ chọn những ngày khô ráo để cho bé ra bên ngoài. Những ngày có mưa hoặc là bút giá quá thì mình sẽ hạn chế cho bé ra ngoài nhiều hơn. Thời điểm trong ngày thì thường vào 9 đến 10 giờ sáng, từ 3 đến 4 giờ chiều. Đó là lúc mà ánh mặt trời lên, thời tiết khô ráo, nắng ấm. Còn giữa tránh vào buổi sáng sớm cũng như vào buổi chiều tối có sương lạnh xuống thì mình sẽ cho bé đi về. Và những ngày mà bé bị ốm, sốt, bị khạc khư, đang bị ốm rồi thì mình sẽ không cho bé ra ngoài. Và đặc biệt là những cái ngày mà trời có mưa thì mình cũng sẽ không cho bé ra ngoài. Là cuối cùng mà mình sẽ chuẩn bị cho bé nhà mình mỗi khi đi ra ngoài, đó chính là nước, sữa và một số các cái đồ ăn nhẹ, để khi bé vận động khát nước thì có thể được bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức và không bị khát, không bị đói, giúp cho bé có một cuộc đi chơi, picnic ở bên ngoài được vui vẻ hơn, sảng khoái hơn, học hỏi và quan sát được nhiều thứ hơn, cũng như tăng cường sức đề kháng hơn. Đó chính là một trong những kinh nghiệm mà mình nuôi dạy bé, và đặc biệt là giữ cho bé vào mùa đông không bị ốm mà vẫn vui chơi thoải mái. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các mẹ. Nếu như các mẹ có kinh nghiệm như thế nào thì hãy cùng chia sẻ lên với mình nhé. Xin cảm ơn các mẹ rất nhiều.